Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin cho Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tới thăm sau khi nhậm chức nhiệm kỳ năm cho thấy Việt Nam là đối tác quan trọng của Moscow tại khu vực Đông Nam Á. Theo Phó Giáo sư Kireva, Thuộc viện Nghiên cứu Quốc tế Đại học Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga, chuyến thăm có ý nghĩa rất lớn đối với quan hệ Việt Nam-Nga. Bởi đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lần gần đây nhất ông Putin đến thăm Việt Nam là vào năm 2017, khi tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Đáng chú ý, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ông Putin tới thăm sau khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 vào đầu tháng 5 vừa qua. Điều này cho thấy Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga ở khu vực Đông Nam Á. Do đó, phó giáo sư Kireva tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực chính trị cho quan hệ hai nước. Đánh giá về chương trình nghị sự của chuyến thăm, phó giáo sư Kireva chỉ ra rằng hiện nay do bối cảnh quốc tế thay đổi, Nga chú trọng tăng cường quan hệ với các nước Nam bán cầu. Vì vậy, trước hết chuyến thăm nhằm khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ở mức độ cao giữa Việt Nam và Nga và là sự tái khẳng định những cam kết tuân thủ các nguyên tắc phát triển quan hệ của cả hai nước. Mục đích thứ hai của chuyến thăm là xây dựng chương trình nghị sự kinh tế, các hiệp định kinh tế, nhiệm vụ cụ thể mà hai bên phải đạt được và thực hiện vào năm 2030. Chuyến thăm cũng cho phép tổng kết những kết quả hai bên đã đạt được. Ở chiều ngược lại, Nga có thể cung cấp cho Việt Nam nhiều khả năng trong lĩnh vực công nghệ số, xây dựng thành phố thông minh và cơ sở hạ tầng đô thị nhất là khi thủ đô của Nga là một trong những thành phố tiên tiến nhất trên thế giới về cơ sở hạ tầng đô thị. Trong những ngày qua, báo chí Nga và các nước trên thế giới đã dành nhiều bài viết đánh giá về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới Việt Nam. Thông tin trên trang web chính thức của Điện Kremlin cập nhật kịp thời tin tức và hình ảnh về Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Hà Nội. Trước đó trên website này còn đăng lại bài viết đầy đủ của Tổng thống Nga gửi trên báo Nhân dân trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Việt Nam. Bài viết có tiêu đề Nga và Việt Nam, tình hữu nghị được thử thách qua thời gian. Trong bài viết, lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự gần gũi trong lập trường của Moscow và Hà Nội về nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự toàn cầu. Hãng thông tấn TASS của Nga đã mở chuyên mục đặc biệt, trong đó liên tục cập nhật các hoạt động của chuyến thăm. Các bài viết đều nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử giữa hai nước và các lĩnh vực hợp tác song phương. TASS dẫn một đoạn tuyên bố chung Việt Nam-Liên bang Nga có đoạn nói rằng mối quan hệ của hai nước nhằm củng cố hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới. Hai nước đang nỗ lực để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như năng lượng, công nghệ số, khoa học, giáo dục, văn hóa, du lịch. Trang tin vestil.ru cho biết chuyến thăm của Tổng thống Nga sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới dựa trên nền tảng của sự hợp tác trước đây. Đưa tin về sự kiện này, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản nêu bật ý nghĩa. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam. Kể từ sau chuyến thăm hồi tháng 11 năm 2013, chuyến thăm này nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Từ châu Âu, trang mạng Euronews.com nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam nhằm củng cố quan hệ với các nước ở khu vực Đông Nam Á. Tờ Thời báo Tài chính của Anh ngày 20 tháng 6 đánh giá Việt Nam đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong đường lối ngoại giao cây tre Việt Nam. Khẳng định đường lối là bạn là đối tác tin cậy của tất cả các nước vì hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực và thế giới. Theo báo Tài chính, dẫn lời nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp làm việc với Viện ISIS cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Putin cho thấy đường lối đối ngoại của Việt Nam mang tính cân bằng và đa dạng, duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước lớn trên thế giới và chính đường lối này đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam thu hút đầu tư từ nhiều đối tác khác nhau